Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, dường như thiên nhiên giờ đây luôn chọn Trung Quốc là nơi trút những cơn giận dữ khi những thảm họa thiên tai liên tục xảy đến trên đất nước này ngày càng trở nên kinh hoàng với tần suất xảy ra liên tục, trải đều khắp 26 tỉnh thành của Trung Quốc. Và một cơn ác mộng vừa lại tiếp tục xảy đến với người dân Trung Quốc khi một trận siêu bão được mệnh danh là vua bão trong năm 2022 này đã đổ bộ vào các tỉnh thành phía đông nam Trung Quốc vào lúc 21 giờ tối ngày hôm qua, mà tâm bão nằm ở thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang của nước này. Siêu bão đã san bằng nhiều nơi tại Trung Quốc thành bình địa với số thương vong thật sự rất khủng khiếp. Cục Khí tượng Trung ương Trung Quốc cũng đã đưa tin cơn bão số 4 với sức gió lên tới 205 km/h và đây là trận bão mạnh nhất đổ bộ vào quốc gia này từ đầu năm đến nay, gây ra lở đất và lụt lội trên diện rộng và làm hư hại hệ thống lưới điện. Nhiều nơi đã xảy ra mất điện, ngập nước. Người dân có thể cảm nhận rõ các tòa nhà rung lắc, tiếng cửa kính bị giật vỡ liên tục do gió lớn. Cũng theo giới chức địa phương, mưa lớn như chút đã gây ra tình trạng nước dâng cao nhanh chóng trên các con sông và Trung Quốc lại tiếp tục đối mặt với thảm họa cảnh vỡ đập. Khi vào lúc 4 giờ sáng nay, một con đập tự nhiên tại Chiết Giang bị vỡ gây ra lở đất ở địa điểm cách thành phố Ôn Châu 130 km về phía bắc, cuốn trôi rất nhiều người và nhấn chìm nhiều ngôi nhà, hoa màu, xe cộ. Hiện vẫn chưa thể thống kê chính xác số thương vong do thảm họa gây ra. Theo ước tính, thiệt hại với cơn bão số 4 là khoảng 6,5 triệu người tại Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến, Thượng Hải và Sơn Đông bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Nước lũ cuồn cuộn chảy qua khu vực Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Chính quyền tỉnh này ước tính thiệt hại kinh tế do cơn bão số 4 lên tới 18 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu thống kê được công bố vào sáng ngày hôm nay, đã có 344 người thiệt mạng và 1.516 người mất tích sau khi siêu bão số 4 đổ bộ vào Trung Quốc. Bão mạnh kèm theo mưa lớn và sạt lở đất khiến khoảng 16.000 ngôi nhà bị phá hủy. Theo các chuyên gia dự đoán, cơn bão này sẽ không suy yếu nhưng nó sẽ tiếp tục di chuyển lên các tỉnh phía Bắc, có thể sẽ tăng cấp hoặc giảm cấp khi đổ bộ vào các tỉnh này. Hiện người dân các tỉnh phía Bắc Trung Quốc đang tìm cách đối phó cũng như sơ tán để bảo toàn tính mạng. Hiện lực lượng cứu nạn đang triển khai chiến dịch tìm kiếm tại các khu vực bị ảnh hưởng của bão. Vâng thưa quý vị, cũng trong những ngày qua tại tỉnh Hồ Nam Trung Quốc đã hứng chịu những trận mưa lớn không ngớt trong 2 ngày liên tục, biến thành phố Hồ Bắc tỉnh Hồ Nam bị nước lũ nhấn chìm trong biển nước. Giờ đây, nhiệm vụ phòng chống lũ lụt trở thành một công việc rất đáng sợ tại các tỉnh miền Trung Trung Quốc khi liên tục đối mặt với các thảm họa do lũ lụt. Đến nỗi các chuyên gia và các nhân viên cứu hộ cứu nạn, họ bắt đầu cảm thấy đuối sức, chán nản và bất lực khi liên tục họ nhận được thông tin cầu cứu từ các địa phương bị nạn và các thông tin cảnh báo về các vụ đất đá lở vỡ và các hồ chứa vỡ đập do dòng nước lũ đổ về các con sông khiến họ quá tải và không kịp ứng phó cho các nạn nhân bị nạn. Cũng trong những ngày qua, tại thượng nguồn sông Dương Tử đổ về hồ chứa Tam Hiệp có tốc độ dòng chảy lên tới 73.000 mét khối trên giây. Theo báo cáo của Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, thảm họa thiên tai do lũ lụt đã khiến 1.280.000 người tại tỉnh Hà Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng, 306 người chết và mất tích, hơn 800 ngôi nhà bị cuốn trôi và ước tính thiệt hại kinh tế lên đến 26 tỷ nhân dân tệ. Quan chức Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, ông Lập Kỳ Phương cho hay, kể từ đầu tháng 7 cho đến nay, 250 con sông trên khắp Trung Quốc đã hứng chịu những trận lũ lụt trên mức cảnh báo, chủ yếu ở các khu vực thượng nguồn và hạ nguồn sông Dương Tử thuộc các tỉnh như Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Vân Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và An Huy. Không khỏi ngạc nhiên khi các tỉnh dưới hạ nguồn con đập Tam Hiệp đã phải gánh chịu những hậu quả hết sức nặng nề cho lũ lụt. Trong một video do người dân ghi lại được cho thấy, nước lũ cuốn theo bùn ngập đến thắt lưng. Nhiều người còn mắc kẹt trong xe hơi tại thành phố Thiệu Dương, thành phố lớn thứ hai nằm ở phía tây tỉnh Hồ Nam, chắn cửa phía đông của đập Tam Hiệp.
thị trấn du lịch Hành Hương đã trải qua một trận mưa thế kỷ mà quan chức gọi là sự kiện có 102 đã khiến khoảng 40.000 cư dân thành phố Tiểu Dương đã bắt đầu phải sơ tán khẩn cấp. Trong video ghi lại cảnh dòng nước lũ chảy qua một căn hộ ở tầng 3 tạo thành một thác nước trên tòa nhà khiến ai cũng sốc khi chứng kiến cảnh tượng này. Mưa bão cũng làm hư hại 5.251 hecta hoa màu, phá hủy các ngôi nhà và công trình đường cao tốc, thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 20,4 triệu đô la Mỹ. Khi thấy những cơn mưa lớn ngày càng trở nên dữ dội bất thường vào tháng trước, một số người dân tỏ ra rất lo sợ sự thay đổi của khí hậu, trở nên hung dữ hơn bao giờ hết. Trong khi một số nhà bình luận ở Trung Quốc đã nhận xét rằng có lẽ người dân đã trở nên tê liệt trước những thảm họa. Chính phủ Trung Quốc và các cơ quan kiểm duyệt không muốn thu hút sự chú ý của những người dân đang gánh chịu những đau khổ và mất mát mà họ phải đối mặt. Những gì thiên tai gây ra đã vượt quá khả năng họ có thể xử lý thảm họa này cho dân chúng. Trước thiên tai thì người dân Trung Quốc bất hạnh lại phải gồng mình chống chọi. Kinh nghiệm duy nhất mà nhà nước Trung Quốc có thể truyền đạt cho người dân họ là lúc nước dâng cao, hãy bỏ xe và chạy đi. Lúc kẹt trong xe, hãy tìm đồ vật nào đó dùng được để đập vỡ cửa xe. Và theo cách đó thì người dân nên đi trên đường phố thì mưa lũ phải bỏ cả xe và tìm cách thoát ra bên ngoài. Để giữ được tính mạng của mình, nhiều người nông dân chịu sự thiệt hại do lũ lụt. Đặc biệt, các nông trại nuôi gia súc gia cầm họ chỉ biết thẫn thờ, chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi. Mọi gia tài tan tác bốc hơi trong phút chốc, những người bị nạn kêu gào khóc thảm thiết. Có lẽ giờ đây họ đã nhận ra Đảng Cộng sản Trung Quốc không quang minh và vĩ đại, nhưng họ vẫn được tuyên truyền trong thời khắc sinh tử. Mọi tài sản vật chất bị cuốn bay, những giấc mộng về kinh tế và một cuộc sống phù hoa của đảng này chẳng còn ý nghĩa gì. Chính quyền của họ chẳng vì dân như đã nói, nếu không Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không chủ quan trước công tác phòng chống lũ lụt như vậy và cũng sẽ không bỏ mặc kệ người dân sống chết ra sao. Hiện nay, trước nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp còn treo lủng lẳng trên đầu 600 triệu người dân Trung Quốc, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn đã biết được mối họa này nhưng vẫn bất chấp xây dựng. Người dân Trung Quốc tuyệt vọng kêu trời, nếu ông trời có thể cứu giúp họ trước những trùng thiên tai thảm họa này hay không. Trong khi đó, chính quyền vẫn tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa lớn vào lúc 8 giờ sáng nay đối với miền Nam Giang Hán, miền Tây và miền Nam Gia Hoài, miền Bắc Giang Nam, miền Trung Vân Nam, miền Nam Quý Châu, miền Nam Trung Quốc, miền Bắc Hồ Nam, miền Nam An Huy và khu vực Đông Bắc Giang Tây. Trong những ngày qua, thì lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở cả trên và dưới đập Tam Hiệp, bao gồm thành phố Nghi Sơn nằm cách con đập chỉ khoảng 40 km và cổ trấn nằm ở thượng nguồn. Trận động đất vào sáng nay có cường độ 7,9 độ Richter, do tâm trấn ở gần mặt đất khoảng 10 km nên động đất ở vùng tâm trấn cực kỳ khốc liệt. Đánh giá sau đây được dựa trên thông tin thu được từ các kỹ sư về đập và động đất của Trung Quốc và các nước khác cùng các bản tin của các phương tiện truyền thông. Tác giả đã đến vùng tâm trấn vào tháng 1 năm 2022, nơi có các phần chính của một hệ thống thủy lợi có tuổi thọ trên 2.000 năm hiện vẫn đang hoạt động. Tác giả cũng đã tới thăm đập Tam Hiệp vào cuối tháng 4 năm 2022 trong dịp hội thảo đánh giá quốc tế về đập đá đổ bê tông bản Matsuri ra thủy bộ Á cao 230m ở Duy Chân, đập đá đổ bê tông mặt cao nhất thế giới. Tỉnh Tứ Xuyên là tỉnh có tiềm năng thủy điện lớn nhất ở Trung Quốc và một số dự án lớn như đập mê tan cao 240m đã được hoàn thành trên sông Gia Lăng và nhiều dự án khác đang được xây dựng hoặc đang trong giai đoạn quy hoạch dọc theo sông Danh Dê và các nhánh của nó. Ngay sau trận động đất tàn phá, đã có các báo cáo về các vết nứt được phát hiện trên mặt bê tông của đập đá đổ bê tông bản mặt CPU từ hình hạt cao 150m nằm ở thượng lưu thành phố Seonsan. Con đập này được hoàn thành vào năm 2006 và nó có dung tích thiết kế của hồ chứa là 1,1 tỷ mét khối. Vào thời điểm động đất, dung tích của hồ chứa là 0,32 tỷ mét khối, tức là mực nước hồ khá thấp, do đó có thể phát hiện ra vết nứt ở đó mà trong trường hợp hồ đầy nước không thể nhìn thấy do các đập đá đổ bê tông bản mặt hiện đại như đập Jibinbu được thiết kế chịu được sự rò rỉ của bản mặt bê tông và với mực nước hồ thấp như vậy nên được coi là ổn định. Theo báo cáo của các chuyên gia đập của Trung Quốc, những người đang đi kiểm tra con đập này sau trận động đất, người ta cho rằng lượng rò rỉ sẽ tăng lên sau trận động đất.
Theo các quy định thiết kế đập của Trung Quốc, tất cả các đập đá đổ bê tông bản mặt phải có cống xả sâu để xả nước hồ trong trường hợp động đất mạnh và có sự việc nghiêm trọng khác. Việc xả lượng nước 0,32 tỷ mét khối nước còn lại trong hồ chứa có thể mất vài tuần do có sự hư hại khá lớn nên cần thiết phải tiến hành một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng con đập trước khi bắt đầu mùa mưa. Vì đập Jibinbu là đập đá đổ bê tông bản mặt lớn và hiện đại đầu tiên chịu động đất mạnh, nên các kỹ sư tham gia vào việc thiết kế và thi công đập đá đổ bê tông bản mặt rất quan tâm tới việc có được bức tranh đầy đủ về trạng thái động đất của loại đập này. Một dự án khác được các phương tiện truyền thông đưa tin là đập tăng nghiệp nằm trên sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc gần thành phố Jichang. Con đập này nằm cách tâm trấn của trận động đất vài trăm km. Do đập được thiết kế chống động đất và các thử nghiệm chung với một mô hình mặt cắt đặc trưng đã được tiến hành để kiểm tra thiết kế động đất nên không chắc chắn xảy ra bất cứ hư hại ở con đập này. Người ta chỉ ra rằng do các tòa nhà mới được thiết kế với tác động điện chấn nhỏ hơn đối với con đập lớn, nên sự hư hại nghiêm trọng đối với các tòa nhà có thể thấy được trong các làng mạc và thành phố xung quanh công trình con đập Tam Hiệp. Do các tòa nhà cũ ở các vùng nông thôn không được thiết kế chống động đất nên sẽ bị hư hỏng trước các đập bê tông khối lớn. Không có thiệt hại nào về các tòa nhà này được đưa tin nên có thể cho rằng đập Tam Hiệp không bị ảnh hưởng gì. Theo các nguồn tin khác thì có khoảng 400 con đập bị ảnh hưởng bởi trận động đất này. Tất cả các con đập cần phải được kiểm tra. Hầu hết các đập này là đập đất nhỏ. Nhiều đập trong số này không được thiết kế chống động đất, hoặc nếu được thiết kế chống động đất thì phần lớn các tiêu chuẩn thiết kế và các phương pháp phân tích động lực học được sử dụng cho các đập cổ ngày nay đã lạc hậu. Sự an toàn động đất của các đập này là một vấn đề và người ta cho rằng nhiều trong số đập này cần được sửa chữa và gia cố. Trường hợp này giống với trường hợp sau trận động đất vào ngày 26 tháng 1 năm 2001, cường độ 7,6 độ ở Siansadat, Ấn Độ, nơi có 240 con đập, chủ yếu là các đập nhỏ dùng các cấp thoát nước và tưới nước, sau đó con đập này phải gia cố. Lúc đó không xảy ra sự cố vỡ đập nào gây ảnh hưởng đến lũ lụt. Vào thời điểm động đất, mực nước trong các hồ chứa ở mức rất thấp. Bên cạnh các đập này và đập Tam Hiệp, những quan tâm về sự an toàn của nhà máy thủy điện nằm ở thượng lưu đập Jibinbu cũng sẽ được đề cập đến các phương tiện thông tin. Tuy nhiên, hiện tại không có thông tin đáng tin cậy nào về công trình này. Do hầu hết các đập nằm ở các vùng núi đều xuất hiện nhiều dịch bệnh diễn biến lớn, việc tiếp cận các đập hư hại nặng có thể gặp khó khăn. Do đó, những tin tức tiếp theo về các đập hư hại và sự an toàn của chúng sẽ xuất hiện trong các ngày tới. Do có sự trượt đất lớn nên người ta cho rằng một số con sông nhỏ có thể bị ngăn chặn. Sự cố bất ngờ của các đập bị động đất này có thể là hậu quả tương tự như sự cố của một trong các đập hư hại nhỏ hơn. Chính quyền Trung Quốc rất quan tâm đến sự an toàn của con đập và do có rất nhiều các dự án đang được chuẩn bị nên sự an toàn là điều kiện tiên quyết để những người dân trong vùng chấp nhận. Điều này cũng đúng ở bất cứ đâu. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.